ai yêu thích món sushi Nhật Bản chắc hẳn đã không còn xa lạ gì với cây wasabi, nguyên liệu để làm mù tạt. Tuy nhiên rất ít người được nếm mù tạt thật sự bởi hầu hết wasabi trên thị trường đều làm từ cải ngựa, hạt cải bẹ và phẩm tạo màu. Theo thống kê thì chỉ 5% wasabi tại các nhà hàng Nhật Bản trên khắp thế giới có mù tạt làm từ củ wasabi nguyên chất. Vì sao cây wasabi có giá cao thế? Nguyên nhân chính có thể kể đến là quy trình sản xuất quá kỳ công và khó nhằn, khiến loại cây kén tính này có số lượng rất khan hiếm, khi khó có thể phát triển ở quy mô thương mại. Tuy nhiên tại Đà Lạt Lâm Đồng, cây wasabi được anh Nguyễn Văn Tuyển trồng thành công, bán lứa đầu tiên năm 2022. Hiện loại củ cây này đang được bán với giá 6 triệu đồng một kg. Củ wasabi được các nhà hàng Nhật Bản ở nước ta mua rất nhiều, còn lá của loại cây này đang bán với giá 200.000 đồng một kg. Số lượng cây wasabi trồng hiện chưa đủ bán cho các mối. Cây này trồng khá khó. Cây wasabi thích ẩm ướt, nước sạch và ánh sáng không trực tiếp nên phải làm nhà kính, lấy lưới đen che bớt 70% lượng ánh sáng chiếu trực tiếp xuống vườn. Ngoài ra thì vườn phải sử dụng hệ thống tưới nhỏ do tự động nhằm tạo độ ẩm giúp cây phát triển tốt. Cây sẽ cho thu hoạch sau 15 đến 18 tháng trồng. Vốn đầu tư cũng cao nhưng đem lại doanh thu cao. Tính trên diện tích trồng 1.000m2 wasabi, Chi phí bỏ ra có thể lên tới 800 triệu đồng nhưng doanh thu sẽ đạt khoảng 1,2 tỷ đồng.